本片改编自1960年文华大学大人馆情杀事件。逃，快逃！你是我的，徐幼仪。就算是死也逃不了。怎么会？我明明被……不可能，不可能！这个会困住所有死在这里的人。友谊，我们永远在一起吧。怨鬼楼，2016文华大学联合迎新恐怖嘉年华，09/147点放映室与你在一起。该你们吗？有听可以没吗？Và chào mừng em đã quay trở lại với cái channel của mình nha. Mình là một người luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu cũng hiểu em ạ. Có bạn comment bảo là chơi game khác đi, bắn súng nhiều quá cũng ớn. Thì bữa nay mình sẽ chuyển qua chơi game kinh dị nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mi Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 那你到底去哪了？刚刚打你十几通电话都在学校外。我刚到文华大学，可能山上收讯比较差一点。文华？哦，最近那个电影摄影片闹鬼了。对，现在鬼月嘛，又是校园鬼故事，我就想可以赶快做个独家报道。对啊，文华怎么会同意这种鬼啊灵异的采访？以前为了追踪黄婷婷失踪案，我们也得罪过他们。黄婷婷，不换个题材吗？不，主任，要是能弄到点什么，这条新闻一定会红的。哎，来得快了啊！好吧，文华晚上特别阴，自己小心。好，谢谢主任。đáng sợ lắm, thôi mày đi về đi. Trời ơi, ta đang điều khiển nhân vật của mày đấy. Trời, điều khiển ship để chạy xe để cuối người, ok. Tab để mở rồi, menu trò chơi. Manh mối, một đoạn trailer ngắn của câu lạc bộ điện ảnh. Văn Hoa tại tòa nhà lục giác, cảnh bàn tay ma xuất hiện đã làm dấy lên những cuộc tranh luận trên mạng xã hội giữa những người tin vào tâm linh cả bên ngoài và trong khuôn viên trường. Có nghĩa là đây chỉ là một cái đoạn phim thôi em ạ, nhưng mà cái bàn tay này nè, ở đây ngay chỗ này nè, thì được cho là ma. Thẻ phóng viên à? Thì là mình là phóng viên à? Ý? Ôi đúng xe đẹp sườn ngang của Trung Quốc luôn này. Mà mày điên à? Ơ kìa bé ơi, sao lại ban đêm rồi bấm chuông vậy? Ủa ai làm gì đâu ngã xe trời? Bấm chuông thôi mà. Căng vậy? Rồi má tới công chuyện luôn. Con game này nó ra mắt cũng cách đây cũng mấy tháng anh em ạ, nhưng mà mình phải chờ có việc khóa mình mới chơi. Sư, anh em thấy không, chơi game mà có việc khóa nó thích không? Sư đang ở đâu? Ôi 怎么又是你啊？啊！啊！去去去去去！Đây là một chú bảo vệ, một anh bảo vệ. Chưa hiểu luôn à, đi ban đêm mà lại đeo kính đen à? Bật phải đâu bật đèn pin lên mới thấy đường mà đeo kính đen à? Anh làm sao ấy?
con game này cái nhịp nó chậm chậm lắm anh em nhá, nó không có nhanh, nó không dồn dập đâu, cho nên là nhiều khi anh em xem anh em thông cảm nha. Nhưng mà mình nghe đồn đây là một trong những con game kinh dị khá là hot ấy, hay đấy. Đây là đúng là nghiệp vụ của bảo vệ anh em ạ. Sao mà cẩn thận thế, đi là đi luôn đi, còn quay lại sâu sâu nữa chứ. Kêu đi về thì không chịu, 1, 2, 3 là vô rồi bắt đầu ngồi thở. Chán thì... Gì đây? Đây là cái poster của cái bộ phim à. Poster quảng cáo cho một bộ phim kinh dị. Ưu cao phim chú trừ trừ hô, hơi hữu hẳn đô rừng khăn bà. Uầy, phim bom tấn luôn, kinh thế. Tự tin về ní. Nhưng mà chắc không phải bắt mình đi kiếm đồ đâu nhỉ. Mà để chú bộ về đi bên đó, giờ thì mình sẽ đi bên đó vậy. Rác, không có gì hết. Đây là cái gì đây? Do vấn đề không an toàn và nguy hiểm về đêm, ban quản lý tòa nhà đại nhẫn nghiêm cấm việc lảng vảng bên trong hoặc xung quanh tòa nhà sau nửa đêm, và lúc đó tất cả cửa sẽ bị khóa. Quay lòng rời khỏi tòa nhà trước giờ giới nghiêm. Đây như học sinh đọc bài anh em. Tê dùng điện thoại bấm QE để sang trang kế. Ok. Chủ nhiệm Vương. Cuộc gọi của người lạ. Chủ nhiệm Vương nãy mình mới gọi mình mà. Sâu đâu là mà. Wei? Sì mà? Chính là Wei? Xì. Họ bù rộng y xông đào nì sổ sàng. Thái hò lạ. Lạ lùng thật. Gì vậy thôi hả đi? Tự ơi. Chủ nhiệm Vương hả? Cuộc gọi đến hả? Mình phải gọi lại hả ta? Mình có gọi nên gọi lại không nhỉ? À, đúng rồi. Đang là 9 giờ. Nếu như phát sinh gì thì cứ nói với tôi. Chủ nhiệm, bạn chuyển lại giải trí cũng coi như là người của tôi rồi. Cứ như vậy, đi làm đi. Cha, Bobby, sảnh văn hóa, cha. Cha này. Cụ Linh coi coi cha nói gì. Thư Vũ đêm nay con không về à? Dạ vâng, cô đang tác nghiệp một vụ án. Cha nói với mẹ hộ con à. Họ không biên chế cho mày vào mạng giải trí à con gái. Con đang cần điều tra cái quái gì thế này. Mày không biết. Mày biết không con, mẹ mày rất lo cho mày. Mỗi lần mày ra ngoài theo đuổi mấy vụ án vớ vẩn hoặc chuyện gì đó. Con thật sự nên từ bỏ cái nghề đó đi. Nộp hồ sơ xin vào cơ quan nhà nước. Nơi đó sẽ thu nhập ổn định và có một công việc tốt. Tin ông già này đi. Từ chối lời khuyên, vòng vo tam quốc đi. Từ chối thẳng thừng quá à, mất công cha buồn anh em ạ. Ít nhất thì cũng muốn cho hai ông bà già này biết khi nào xong việc. Đêm nay con nhé, yêu con. Ok cha. Cậu ổn chứ hả? Nghe nói cậu vừa bỏ nghề MC và định về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Tớ ổn, cảm ơn đã quan tâm. Không chỉ là những cái lời thoại kiểu vu vơ anh em ạ. Video mà câu lạc bộ điện ảnh đã đăng hiện đang viral kìa. Ở Vân Hoa có nhiều tin đồn về ma quỷ tới vậy sao, thậm chí mấy con chó trong trường cũng là ma. Nghiêm túc đó cha nội, tới còn gặp nó trong lúc chạy bộ, nó còn chạy đua với tới cơ kìa. Mẹ mấy thằng này điêu à. Đúng ra là mình không nên đọc cái tin nhắn này nè mà. 10 giờ kém mẹ rồi. Một sự kiện chào mừng tân sinh viên đã được bỏ ra rất nhiều công sức để chuẩn bị cho bởi các sinh viên đang theo học tại Vân Hoa. Lễ hội Carnival 2016 thì không biết. Thế mà mình đọc thấy bà nội luôn. Thang máy đây rồi. Trời ơi, cái con game này nó tên là Lời Quyền Thang Máy hay gì vậy này mà. Thang Máy Ma gì cũng được. Thấy gọi cái tên nào mà cũng đái ra quần. B2 à, mình đang ở B2 giờ mình lên B1. Cứ từ từ thôi em. Không có thứ tự. Rồi nhái luôn, ông già KFC còn là KGG. Có gì hot? Nói kia cuối nút nào nhỉ? Gì C? Đa số game mà thấy cuối bằng nút C nữa mà không hiểu sao á, sao không làm nút control nhỉ? FFFF nhìn coi có gì trong đây. Bộ xương đồ chơi Oga. Thông tin. Một món đồ chơi số lượng giới hạn tặng kèm khi mua gà rán. À, chỉ có trong tháng cô hồn. Tự
thế nào. Bộ sưu tập đã được cập nhật. Ok. Ồ, giống như cái quầy ở trong cái Lotte á nè. Mấy cái bản tin thì có gì không? Cái anh bảo vệ đẹp trai nữa đi đâu rồi nhỉ? À, cái gì nè? Xương. Cúc xương kỳ lạ. Cúc xương đồ chơi đúng không? Máu. Một ít máu và xương trên sàn căng tin tứ quái quỷ này đến từ đâu? Đấy, đấy. Mẹ mày. Đi điều tra nữa đi. Trời ạ. Bố kêu đi làm công việc nhà nước đi thì không chịu à. Đam mê với chúng tôi. Ô là trời. Tại sao những con game kinh dị như thế này không cho chơi hai mình vậy? Tốt nhất phải có thêm một cái nhân vật nào đó đi chung với mình cho vui chứ. Giờ làm gì đây ta? Chắc hết rồi quá. Không còn gì để khám phá nữa anh em ạ. Bên đây là bên quầy đồ uống hay sao này? Hết rồi. Vậy là bây giờ mình phải lên thêm một lầu nữa. Ở đây là chỉ lụm được cái món đồ chơi thôi. Cái mỗi lần mình lên là cái tiếng của tự động nó nói nghe ghê quá. Sao nhanh vậy ta? Gì vậy? Ai gọi? Này tử nam, trả lời tin nhắn sư tỷ nhanh nào. Chìa khóa phòng tuyển sinh cất trong phòng giám thị phải không vậy? Tử Nam à, đang nhắn tin cho Tử Nam. Dạ. Vậy là tỷ chơi liều thật hả? Cha mẹ ơi. Khùng hả má? Khùng cái đầu mày. Quỷ. Chị đội ơn mày vì đã không bếp xếp chuyện này đấy. Để thấy có một boss đang tuyển gấp lương cao làm việc bán thời gian. Ôi thằng này sao nói chuyện gì đâm ban vậy mày? Bọn này lùa gà là cái chắc. Chị mày đang tác nghiệp, không tư vấn cho mày được đâu em, không biết ngay mà. Thêm lãng mang thế nhỏ, Tử Nam. Cảm ơn chú mày lần nữa nhé. Như đã giao kèo, chị sẽ sắp xếp cho mày một buổi phỏng vấn với câu lạc bộ điện ảnh. Ồ, con bé này nó là gì mà có ảnh hưởng tới câu lạc bộ điện ảnh thế nhỏ? Đa tạ sư tỷ. Đi đến phòng giám thị. Đi đường nào? Ở kìa. Phải có cái gì chứ. Đây rồi. Tờ rơi đại nhẫn. Thông tin. Một tờ rơi phát cho tân sinh viên bao gồm bản đồ 2D của tòa nhà đại nhẫn. Hãy mở lên. Xem nếu bị lạc đường. Đấy rồi. Đây giống như là cái bản đồ của mình đây em ạ. Phòng đi đến phòng giám thị. Giám thị là cái chỗ này. Mình sẽ đi thẳng. Ok. Địa chỉ hiện tại, dãy đố, nghiệp vụ, khu vực chưa khám phá, khu vực đã khám phá, đang khám phá. Okay, hiểu rồi. Nhấn N M để mở bản đồ. Mình cứ đi thẳng thôi là mình tới đấy mà. Cuối. Cái này lúc vô game chỉ rồi mà. Đang làm một F hả? Cái gì vậy? Phòng giám thị. À, anh bảo vệ nãy nè, anh ngủ rồi. Tiếp theo là tôi sẽ cho các bạn một thông tin sản xuất. Lão Pai Yêu Sĩ Công Sư Đa Yu Tư Xuyên vừa rồi đã thông báo chi xa đa khoản sản phẩm sẽ được năm nay xuất. Thông qua đơn giản yêu sĩ khai phá vì chủ tịch lưu, vừa lại trong vòng truyền thông phát hành. Cái gì vậy? Trời má, cái chương trình TV nó thay đổi. Không thức mẹ rồi. Bình tĩnh chú ơi. Đúng ra rồi. Rồi xong báo luôn mấy con này. Sữa. Vẫn đeo mắt kiến đen à. Kiểu gì luôn anh em ạ. À, nhìn chi tỏ là
Và cả như mình chẳng bao giờ yên ổn cả. Không có ai hết, người ta kiếm cái chỗ gì đó ta chạy đó, ta nằm ngủ đi. Ê, cái tấm poster kia nha. Hiểu luôn. Cháu tiền sự tình làm cho đỡ chán vậy. Trời ơi, cái tấm poster kìa, trời ơi. Lén lút, hãy cẩn thận, không chỉ có thể lắng nghe âm thanh kia bạn đang di chuyển, chúng còn có thể nghe được tiếng của đồ vật mà bạn tương tác hoặc các tiếng động khác xung quanh môi trường. Ok. Hình của mắt nó là sao ta? Ông đang ngủ luôn á, tự nhiên cái giờ ông đứng dậy ông đi giờ. À, mình hiểu rồi, mình sẽ đánh lạc hướng. An xin phải xảo mù mà. Cái tivi ngu đần này chắc là cái phòng kia rồi em ạ. Mà cũng chưa chắc nha. Chết mẹ, ông quay lại rồi, sao không đi lẻ chứ hả? Rồi, cùng tôi cũng đã vô được rồi. Ý, để ổn. À không được. Ấy, cái gì đấy? Chắc không vô đây đâu nhờ. Ôi. Ấy. Đây rồi. Rồi. Đi đến phòng tuyển sinh tại lầu 1. Ôi, ổng đi vô theo rồi. Ủa, đây có cái gì nữa nè. Bên kia là gì ta? Trời đủ mẹ, cái này nhây thế nhờ. Ở ngoài kia thì con gái, thì vô đây thì body của con trai ạ. À, con trai nội này lưỡng tính à. Em xin anh luôn anh ơi, trời ơi gấp lắm rồi, 10 giờ tối rồi anh ơi. Chết mẹ rồi, không đi qua chỗ mình rồi. Ok. U là trời. Ôi game này giống như game ăn trộm, ăn cắp cái gì chứ, game ma gì nè, mình thấy có ma cỏ gì đâu. Có chiêu này nữa hả? Đùa. Một cái tấm ảnh thật, ban nhạc xưa gì đấy. Đâu, quan trọng thì bây giờ làm sao để mình đi ra đây? Khó rồi, khó cực luôn. Mình mong là ổng sẽ đi ra cái tivi đây mà. Ui, sao lại quay lại rồi? Kỳ ta. À đúng rồi, mình đứng đây mình núp đây nó mới hợp lý nè. Hồi nó ổng đứng đây ổng múa xong ổng đi lại cái chỗ cái ghế dài. Trời ơi. Lại xịt ta này. Thanh niên này ngáo thực sự luôn. Em xin anh luôn anh ơi, em biết là anh tỉnh rồi. Thiệt luôn, game có như đi ăn trộm anh em ạ. Đây cơ hội đây rồi.
Đừng có quay lại nha cha nội. Em sợ anh luôn ấy, nước cốt gà. Trời ơi, lấy có cái chìa khóa thôi mà nó mệt. Nó xỉu luôn vậy đó. Ủa? Đây, phòng tuyển sinh. Ở tại lầu 1 ha. Phòng tuyển sinh. Vậy là bây giờ mình phải kiếm cái đường đi qua bên đó nè. Đây là bích rồi, chắc chưa mỗi cầu thang này nữa thôi à. Tuyển sinh. Phòng tuyển sinh. Đây. Ủa? Cửa này không vô được. Cái gì đây? Rui. Còn mẹ nó bao cao su à. Trời ơi. Bộ sưu tập. Tôi lấy bao cao su về làm cái gì? Phòng tinh học A. Phòng tinh học nha. Này học thì ít, chắc thì chơi bắn headline thì nhiều. Mấy cái thùng máy này mình nghĩ chắc chỉ có bắn headline thôi chứ không làm gì được hết anh em. Phòng tinh học. Bây giờ mình phải đi xuống. Ủa? Trò chơi mô phỏng hẹn hò. Ủa đi đường nào xuống ta? Có đi đường này à? Đúng nhờ. Phòng tuyển sinh. À đúng rồi nè, phòng tuyển sinh nè anh em. Đây, chìa khóa đây. Mình có chìa khóa mà. Chọn cái này. Ủa, không phải. Cái bàn tay chứ. Đó. Tìm kiếm trong phòng tuyển sinh. Rồi, biết ở đâu luôn rồi. Tài liệu phân loại. Thông tin. Theo dõi vụ án mất tích của Hoàng Đình Đình. Vào ngày sinh viên này mất tích, chúng tôi đã hợp tác với cảnh sát và cho họ xem các đoạn ghi hình từ camera giám sát ở cổng chính. Chúng tôi xác nhận cô bé chưa rời khỏi khuôn viên trường. Hoàng Đình Đình không ở lại ký túc xá mà thường bắt xe buýt hoặc taxi về nhà. Dựa trên lời kể của sinh viên nhìn thấy Đình Đình lần cuối thì cô bé vẫn ở trong tòa nhà Đại Nhẫn. Vụ việc này giống như sự cố tại sân khấu ca múa kịch tại tòa nhà Đại Nhẫn vào 10 năm trước. Nhân viên bảo vệ phát hiện điều kỳ lạ trong đoạn phim giám sát của thang máy. Sau khi báo cáo cho cấp trên, họ đã tổ chức một cuộc họp bí mật và quyết định chỉ cung cấp cho cảnh sát một nửa đoạn phim. Mọi người đồng ý rằng việc đưa cho cảnh sát cả đoạn phim sẽ không giúp ích gì cho vụ án. Diễn đàn. Mày làm gì? Có ma tại tòa nhà Lục Giác, người đăng quên thua 124567. Không có 3, 124567 không có 3. Có vẻ như trường lại sắp gặp chuyện nữa rồi. Tôi là sinh viên năm nhất ở Văn Hoa, tôi hoàn toàn chẳng biết gì cả. Nghe nói trường này xây trên tinh giới âm dương. Vì vậy nơi này sẽ thu hút tà ác, các oan hồn ngạ quỷ. Tòa nhà Đại Nhẫn đáng lẽ phải được xây theo hình Bắc Quá, nhưng ở đó không thi công thì vẫn vẽ nhà đây các oan hồn mang mất mọi nơi. Nghe gì cha nội? Để ngăn người ngoài làm phiền mọi người trong khuôn viên trường, hãy cảnh giác với người lạ hoặc bất kỳ ai nhắc đến chuyện này. Cái này là nó chỉ có thông báo từ ban giám hiệu gửi tất cả các sinh viên, nghiêm cấm lãng vãng. Lan truyền về tòa Đại Nhẫn, thời gian được các bạn và sinh viên đã có những tin đồn kỳ lạ lan truyền trên mạng về sự xuất hiện của ma quỷ trong thang máy.
Để nghe người à. Ủa, vậy là mình ý là mình đọc hết rồi à? Ai? Ý. Bản hình học lẻ một. Một tấm bản trong suốt có một số họa tiết hình học trên đó, có vẻ như thế này không chỉ có một cái. Cũng giống như những bức tranh treo trên tường, chúng có thể liên kết theo cách nào đó. Ok. Mà tại sao lại có một miếng vậy? Nó phải nhiều nhiều chứ. Từ từ. Thư nặc danh. Không có số anh em ạ. Không có số luôn. Không có số luôn. Thế thì nó thông tin đâu ra vậy? Nó phải có thông tin chứ. Là sao nhỉ? Chưa hiểu nha. Cái này chắc là giải đố rồi. Ở đây 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 đây. Trời ơi. Mình biết ngay mà, mình phải đi kiếm đầy đủ thì nó mới được chứ. Còn nữa không ta? Đây, một cái ghép, một cái trên, một cái dưới. À, hiểu rồi. Nếu mình lật ngược lên thì nó phải là 11006 chứ nhỉ? Nó là số 7. Ồ, là số 7 rồi anh em ạ. 7006. 7 chứ không phải là 1. 7 là màu đỏ đúng không? Bằng video. Mũ tai. Củ cố thang máy. Ôi trời. Trời ơi. Chân thật ở đây. Không thể tin được nó vẫn còn nằm đây. Nhưng mà nơi nào có thể xem? Đồng chí. Ôi trời. 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 诶，哎呦，不对哦，你看起来不像同学哦。现在妹妹的打扮有这么成熟吗 ？OK 啊。哎呀，新和社新闻记者连淑宇。哦哦哦，你就是电视上那个甜心主播哦。哎呦，我很喜欢你呢，本人比电视更漂亮啊。谢谢。哎。是这样的，我来跟学生做采访。约这么晚哦？对啊，大家都忙嘛。我联络一下哈。哦。您拨的电话无人回应，
将为您转接语音信箱，不声后开始计费。对对，电话都不接哈、哎呦，把你一个人丢在这边迷路，怎么可以这样呢？不好意思，我这边的巫同学好像在忙，还是啊，还是教官啊，您方不方便给我做个小采访？哎，我不方便。什么都可以，像是学校的环境或历史都可以。哎呀，因为我的长官一定要我做文华的报道。还是教官，您知不知道任何小故事啊？đúng là phóng viên anh em ạ, lanh thật sự luôn. 空手回去会被骂。哎呀，我懂了。哎，你有眼光，这种事哦，你找我黄东勇就对了啦。rồi, mình ra. 文华的事哦，我知道的可多了。哎呦，在这里站着讲怪怪的了。我看我们去学生餐厅啊，坐着哈、哦。边坐边聊啦，啊，比较舒服。什么声音？可能是什么东西没放好啊，掉在地上。妈的，哎，姐哎，姐哎。这样子啦，我先去看一看啊，收拾一下。那你在这边稍等一会哈。接 OK OK。哎，叫 em về đi。11 giờ luôn rồi. Hay không mấy bé phát hiện. Thích thì tiêu. Giờ đi đâu? Phải đi kiếm chỗ để đi đến căn tin B1. Căn tin B1.Căn tin nằm ở đâu? À đây, mình phải xuống B1. Hiện tại mình đang ở F1 anh em ạ. À, mình sẽ đi thang máy mình xuống thôi đúng không? Thang máy hả? Không, đi thang máy thì đi... Thang máy ở đâu ta? Mình nhớ mình thang máy ở đâu đây mà?Nãy mình đi từ đây vô. Thang máy nằm đâu quên mẹ rồi. À đây 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 đây. Đúng B1. Ôi trời ơi. Chưa đâu anh em ạ. Đây cái tin đây. Ôi trời ơi, sao lại gì vậy? Hay không? Hả? Sư hợp bóng mong mà? Ôi dù, nhìn sao mà bảo lại đây à?没有了，这是小事了，我自己来就好了。哦。不然这样好了，刚好我请你喝个饮料了，你想喝什么？都可以，请就好。哦，这样哦。好了，那你先坐了。哎，这个啦啊，清凉解渴，熊赞你了。你想从哪里开始聊啊？还是有没有什么想知道的？我跟你说，文华，我熟得不得了了、哦。你尽管问。thoải mái đi. Wow. Chú này có nhiều chuyện cơ mà. 请问您知道2000年的黄婷婷失踪事件吗？黄婷婷。黄婷婷。这个。哦，他哦。可惜了。一个好好的女孩子，教官，您认识她吗？算是了。啊，可是她后来不就死掉了吗？因为尸体一直没有找到的关系，所以到现在警察那边还是报失踪人口。一个月离开的。是了，是了。不过这么多年了，我想人也已经……哎呀，哎，我也是这么想的啦。不过你怎么会有这个影片啊？网络上都有啊，您没看过吗？当然封印嘛，网络，我跟网络不熟啦，啊，什么新的2C、3C 啊，什么产品的也不太会用啦。你怎么突然问这个女孩子？其实我之前有做过黄婷婷的回顾特辑报道。哦，
刚刚又看到电梯，突然想起来了。看到赵冠宁好像蛮资深的，就想说问问。哎呀，老爷，我们俩，我们俩是土煞，我们俩土法没啥。资深哦。班人呢，那有没得？哎呀，也算是了。一个人待的时间长啊，久了，时间就过得更快。您这么晚都还在学校，一定很辛苦吧？哎呀，不会不会啦，反正啊，我也没有地方去啊，在这里待着比较舒服了。是跟太太吵架吗？哎，我没人那好有的呀。我老婆很早就过世了，出意外死。老雷我了，那太乱了。啊，不好意思。哎呀，没事了。来，哎，你看啊。很漂亮的护士小姐哦，喂，追她追了很久哎，真的很漂亮。她以前啊也是我们学校的，环保健室的。卡扎哦，哎呦，一些臭小鬼哦，什么手被纸割一下都要去找她啦。哎，要不是，抱歉。啊，没有关系。没有关系了，我才是啊，一直在说我自己的事情，很无聊哈。啊，不会不会不会，我很高兴您愿意跟我分享。嗯，很久没有人陪我聊天了，谢谢你啊。哎呀，那你喝个饮料休息一下啊。好了以后，我带你去校史区。嗯，谢谢。这红汤包con nhỏ này giờ bằng cái đường nào cách nào à？啊。Ủa vậy Kỳ, nói với người giám thị rằng bạn đã sẵn sàng tham quan phòng truyền thông. Uống nước đã. Soda năng lượng. Ừ, hả rồi. Nào, chào bà. Được rồi, đi đi đi. Lẹ em còn đi nấu cơm nữa nè. Đi theo người giám thị. Phải xỉa, đảo điện thi yêu hoài lại. Quay đảo thuê họ hẹn không à? Cái thằng máng về mà cũng chịu được luôn hả? Nhìn sợ chết đi được. Chú này thật là đỉnh. Bầu truyền thống. Ủa gì kìa? Sĩ Trang Hậu. À? Dạ. 我跟你介绍一下，这是我学长，比我还早来的校狗了，叫小黄。久了，大家也都跟着叫学长。学长好。嘿嘿，你嘛叫臭逼呢？哎，白红猪呢？我等白。Làm cho cảm giác của nhân vật của mình khi đi chung với ông bảo vệ này mình lùng hẳn đi nè. Kiểu như mình là con gái mà. Ôi cái này lúc mới vô đang dẫn chuyện cho nên là chưa có gì ghê gớm đâu đây mà. Từ 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 ác mộng nó mới xuất hiện. Cha này sao mình nghi ngờ quá à. Giống cái chỗ nãy mình vô mình cấp đồ vậy. Phải không? Thì không phải. Ờ đúng rồi nè, phòng của ổng ở trong đây nè. Phòng truyền thống. Cha hỏi, ra đây đi cha. Hiện tại thì học sinh à, chân cả. Cái bọc bên kìa. Thiên bất phá, địa bất phá đệ. Nín đăng xin hội chú sự mà? Hào xăng đâu số, chứ bên là quỷ lầu. Quỷ lầu ồ? Ừ. 12 giờ trước, yêu quán sầm mơ, đâu xuyên bên thơ mà là. Đấy, mình thấy cái con ngựa bập bên nè, hay cái ghế gì á, đây nè. Bây giờ nó hết bập bên rồi ta. Hoàng Chiên công chúa bước lên cầu thang ảo quá nha. Đi coi coi đúng không. Anh em coi. Ý trời ơi, đi ảo chứ kìa. Đấy. À cơ tự động rồi. À hết hồn. Trường rộng kiếp nha.
kiểu như làm nhân vật mình lùn so với bảo vệ này, nhưng mình thì lại cảm giác giống như mình đang bị ngồi xuống anh em ạ. Ai nữa đây? 这是创校校长徐文雄先生吧？ Từ Văn Hùng. Hey, 你做很多功课哦。 他是个好人啦。 哎呀，就是哦，眼睛不太好。Mắt lươn đó. 哦，没有了。他戴眼镜嘛。Từ Văn Hùng, người sáng lập trường và giữ chức hiệu trưởng từ năm 1955 đến 1960. Nhà văn, nhà sử học. Wow. Ghê vậy ta. Đại học Văn Hoa bao gồm 4 trường lớn, tổng diện tích khoảng 165 mẫu anh, nằm trên núi. Truyền thống của trường đây sao? Được xây dựng vào năm 1959, tòa nhà đại nhẫn được đặt tên theo lý tưởng về sự kiên trì và dũng cảm. Cái này giống như, cái này nó có gọi là gì ta? Cái manh mối gì mà sao ba bắt mình đọc nhiều thế? Tòa đại nhẫn được thiết kế bởi một vị kiến trúc sư nổi tiếng ở nước ngoài. Trong những năm qua, nó đã giành được vô số giải thưởng cho hạng mục thiết kế xuất sắc. Đấy cũng bình thường mà trời. 8/4/1959 bắt đầu thi công tòa nhà đại nhẫn. Hiệu trưởng Từ Văn Hùng chụp ảnh cùng phòng hội đồng. Linh vật vinh danh Tiểu Hoàng 1958-1978. Tiểu Hoàng là một chú chó được tìm thấy ở cổng trường vào một đêm năm 1958 sau khi dũng cảm cắn giữ một tên trộm. Tiểu Hoàng rất kháo ăn. Tiểu Hoàng qua đời vào năm 1972. 校史区到了，文华建校、大人馆、建馆历史哦，都在这。哦，那你慢慢看，看完有什么问题哦，再来跟我说了。Yes sir. Nói chuyện với giám thầy, ủi vậy mới nói chuyện nữa rồi. Ồ, 要拍照哦。嗯。新型的相机哦。可以啦，可以拍照。哎，不过哈、哦，不要拍到我。您是怕？嘿，我是怕啊，我太帅啊，会把你那台哈、哦、闪到故障啦。那我会注意一下。你准备，你准备，你准备。Chụp góc gì xéo chứ hả? À, cái bản đồ của trường vậy phải không? À, cái bản thiết kế. Hay là giả đó. Giả đó? Tại sao? À, nhìn xem à, cái trên mặt này mới, nào giống 1960 năm vẽ đó. Và cái này còn là kiến trúc bát quái kiến trúc đấy. Ừ. Bát quái là như vậy. 正的哈，就可以正邪驱鬼。我们这里呢，刚好就在阴阳交界地带，又在山上，要用正的八卦好好给它正一下。嗯，还有这个方位角度啊，这些都要对准。要是乱搞啊，变成逆的八卦就不行了。逆八卦哈，会招阴气进来。把阴气哈、哦、锁在里面哦，太爷这样子哈、哦，死在里面的人，就算变成鬼也出不去。外面的鬼又一直进来。哦、您懂风水啊、哦？真厉害！哦，略、啊啊、懂了。我后来、哦、自己有研究一下。如果当初建商有把建筑盖好，那就好了。设计图怎么给？他们就怎么盖？那谁知道设计建筑的会乱乱搞、啊，把这个地方、哦、用成逆八卦，盖房子的也无辜啊。đúng rồi, ta thợ ta là tự chỉ làm theo thôi mà. 啊，对了，说到闹鬼传闻，想说您在这里待了这么久，应该多少也遇过吧。Sao mình cảm giác như cái ông bảo vệ này quen quen nhờ, nhìn cái như gương mặt của ông Dũng CT ấy. À, giống thật ấy. Bất đối ồ. Ông Dũng CT. À, cái thần à, quỷ đờ, nị đờ báo đạo dùng đờ đạo ồ. Cái cái. Ờ. Ờ, ayo. 11:34. Zăm muộn ồ.
哎，好了好了，今天差不多的了。我再拍几张照，电梯的就好了。哎哎，不行不行，小姐，你要赶快离开了。耶，又来了。今天几号？8月21号。哦，要22号了，难怪。哎，那我们俩不共摇问个意思。不用管我，先去忙吧。还是。啊，还是要不要我帮忙哈？不用，你不要乱跑哦，很晚了，12点前要赶快离开哦。啊，没个gì đó mà giấu mình nè. Vậy là cái kiến hôi trường này nó đã sai từ khi mà mình đã xây dựng rồi. Phát động video. Phát động video có thể 播录影带的地方吗？Phát động phim, camera, phát đâu? Từ nha.Phòng chiếu phim. Dứt. Ông kiểm tra có băng nó tua chưa? Chờ gì vậy Ní? Như đang chơi theo một cái nghi thức gì đó này mà. Cái này mình thấy quen lắm mà. Hình như đây là một cái dạng để mà gọi là một cái nghi thức để coi thử coi là có thằng máy có ma hay không hay sao ấy. Đây cầm một cái đèn. Thì trong cái phòng trưng bày nãy mình cũng chụp một cái đèn ấy. À, con bé này nó đang dùng một cái nghi thức gì đó để kiểu chơi một trò chơi gọi là ăn mấy ma hay gì đó anh em ạ. Là chơi cái gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi. Chán thật sự với đứa bé. Ấy. What the hell? 刚刚那是不对，等等。嘛，搞thử coi có cái bóng không? Nếu mà bóng thì nó 跟预告片一样，还有刚刚的。nhưng mà có bóng thì nó đâu phải là ma, là tay người giả đó. 是按到了吗？chơi ngu luôn. Gái 不会。Đi tìm cây đèn dầu như trong video ha ha. Hồi nãy có đứng chụp hình nha. Đây nè. Này tắt đèn mẹ rồi. Đây. Rồi cho ship hình luôn ạ. Đèn. Cuối cùng mình cũng vỡ cái được. Ấy, cái đèn thấy rồi. Hả? Ờ? Dấu đâu, chuyện gì thế này, đâu có chỗ nào để thắp sáng nó lên đâu nhỉ? Mà tự sáng luôn kỳ bà tướng. Hù dạ. Mấy hoa nhỏ. Bị cúp điện vậy ta? Đây, ác mộng bây giờ mới xuất hiện đây. Gì đấy? Chào bố. Ai cái cú kìa?
Cái đèn. Sao? Ý, cái mặt kia bị mất luôn rồi kìa. Ủa thế ghê quá hả? Ủa cái đèn. Yêu ta. Cái đèn. Ý, cái mặt này nó bị biến dạng luôn kìa. Hay có gì khác. Đèn hộ nguyên sơ rọi. Khi biểu tượng đèn hộ nguyên đủ sáng, nó sẽ bảo vệ bạn khỏi một đòn tấn công của ma quỷ. Sau đó nó sẽ có một khoảng thời gian hồi để tiếp tục dùng cho lần kế. Ok, xác nhận. Kiểm tra bên trong thang máy. Lại kiểm tra bên trong thang máy. Mẹ xin người luôn ấy. Sao cứ phải là cái thang máy đó vậy? Thang máy ở đâu ta? Thân máy rồi. Cô có máu nè. Ôi thịt. Máu với thịt này. Nó lại cười. Cái thân máy nè. Yeah. Đèn nó rung kìa. Bấm và giữ nút bắt để xua đuổi tà khí với đèn hộ nguyên. Ok. À đồ giận công luôn kìa bà con. Super Blue hả? Super Saiyan Blue hả? Mày chứ mày. Hù quay mày. Ghê quá, đây có cái gì không vậy? Giờ đi đâu đây? Kiểm tra bên trong thang máy. Trời ơi, cái thang máy nè. Thang máy là cái chỗ mà con bé nó chơi đấy. Bây giờ đi đâu? Có gì đâu ta? Có gì hết à? Hả? Cái gì vậy? Tôi đi phát sinh cái gì mà? Cứu tôi với. À, cái nút cách. Nó có nhiều cái hay lắm anh em ạ. Trong chữ lý, tôi điện thoại đều có. Tuyệt vời. Ủa sao nó không hướng dẫn mình cái chiêu này ta? Lại là biểu tượng bát quái. Cang cang phong dầu đun để triển sư quầy trên sông mi cũng xuất hiện trên cái tủ trưng bày là cái nãy mình giải mã đó. À, xong đâu mày? Có gì cả. Dạ. Nửa đêm mất rồi, là 12 giờ, tinh toàn. Ồ, sao bé không khóc? Ép. Gì còn bỏ ép nữa thôi. Ê, tôi đang ở điện thoại bên trong. Chú đại ca, 12 giờ rồi, bạn sao lại ở trường học bên trong? Đồng trưởng, bạn là ai? Tôi là Hoàng Thịnh Thịnh, cứu tôi, hãy cứu tôi, ngoài có quỷ, có quỷ. Gì vậy? Tôi là Hoàng Đình Đình. Ủa?
À, cái nút mình lấy ghi âm vậy hả? Cổ của bà ta như đứt lìa. Ơ kìa. Ghê. Gì bà ma không đầu à? Gì đây? Trời ơi. Thấy vừa lòng mấy bạn chưa? Tại sao không chơi game kinh dị? Định bệnh nổi hết cái da gà rồi nè. Ấy đừng. Con bé đâu? Đèn hộ nguyên bảo. Khi biểu tượng đèn hộ nguyên đủ sáng, nó sẽ bảo vệ bạn khỏi đèn tấn công. Chạy đi đâu vậy? Chạy đi, chạy đi. Làm gì đây? Thoát khỏi canteen. Thoát khỏi canteen hả? Canteen ở đây. Là bây giờ mình chạy qua bên phải hả? Bà bả đâu rồi? Ủa? Chết mẹ. Không chui vô được. À. Không sao, không sao. Hình như là mình có chiêu này. Ra đây, ra đây, ra đây. Ủa? Ôi. À, con yêu quái. Tôi chỉ bắt được em luôn. Hướng nào để thoát khỏi canteen vậy ta? Thì là chỗ này không được rồi anh em ạ. Đi đường nào ta? À trên đây, trên đây, trên đây. Bây giờ mình sẽ chạy thẳng lên đây, mình quẹo vô. Không phải, ở đây mới đúng nè. Ủa sao kỳ vậy ta? Đâu rồi ta? Ma nữ chân dài. Bây giờ mình đã ở đâu đây? Ê, sao đứng lại vậy? À, bà thấy rồi, bà thấy rồi, bà thấy rồi. Em xin chị ơi. Chạy lẹ. Đấy hiểu cái gì á? Sao mà thoát ra được đây ta? Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chị ơi, tha em chị ơi. Sắp đầy rồi. Mà là gì? À,
đâu nữa ta? À, thấy rồi, thấy rồi. Giờ chạy đâu đây ta? Thoát khỏi canteen nè, là hướng này. Hướng này đúng không? Ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ chạy thẳng qua bển luôn. Cái đầu của nó lật lìa ra phía sau, có nghĩa là nó sẽ không thấy mình được nếu như mà mình ở đằng trước à. Hay là mình lừa chạy ta? Quay lại đây coi đằng trước mình nó có cái vật cản gì không nè. Nếu mà đi đường này thẳng thì mình chạy thẳng luôn rồi đi. Phải sợ thật. Đi đi. Trời ơi. Ghê quá. Đừng nhìn em chị ơi. À, nhìn cái cặp giò chị nhìn ghiền thiệt. Và cái đầu chị cứ lủng lẳng ngược ra sau kinh quá. Ui, ma nữ này nhìn ngon quá chứ. Nhìn cũng mờ lem lắm chứ bộ anh em. À, sao thính như vậy? Ê, quay đầu lại dòm kìa. À, cái đằng trước chạy qua được không ta? Nhìn thì giống như không có một cản gì cả mà ghê ghê sao ấy. Sợ quá. Để coi nó đi xa à, cho nó đi xa đi đã. Đúng rồi. Đi nữa đi. Bà lơ bác ơi, cái tiếng bước chân. Thang máy đây rồi. Tao làm gì đấy chứ? Ok đạt. Ôi. Cái thang máy của mình nó đúng ra là nó chỉ có ở cái B2 thôi mà cái này như nó tuột xuống ở một cái thang B mấy luôn kìa, không có trên cái thang máy luôn. Giống như là một cái tầng mà không có trong thang máy luôn em ạ. Cái số trong thang máy chỉ B2 thôi mà này nó tuột xuống dưới luôn. Vãi. Gì đây? Cái thẻ của mình kìa phải không? À, không phải thẻ của con nhỏ kia. Con Hoàng Đình Đình. Đó.